Mới đây trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, khi đang đổ dốc cầu Nhị Thiên Đường, quận 8, một xe chở rác đã mất phanh tông loạt phương tiện, khiến hai xe máy và xe khách 16 chỗ bị hư hỏng. May mắn là không có thương vong về người. Theo đó, khoảng 11 giờ 15 phút ngày 16 tháng 10, nam tài xế 40 tuổi, lái xe chở rác mang biển kiểm soát 51D19479, lưu thông qua cầu Nhị Thiên Đường hướng quốc lộ 50 đi cầu Trà Và. Vừa đổ dốc cầu Nhị Thiên Đường, xe chở rác bất ngờ lao lên vòng xoay tại giao lộ Tùng Thiện Vương, Nguyễn Văn Của, phường 12, quận 8. Phương tiện này tiếp tục chạy qua làn đường ngược lại, húc vào xe khách 16 chỗ, mang biển kiểm soát 51B60116 và hai xe máy. Người phụ nữ chạy xe máy thoát nạn trong gang tấc cho biết, thấy xe chở rác đổ dốc cầu nhưng không giảm tốc độ. Tài xế nhoài người ra ngoài hô hoán, xe mất thắng, xe mất thắng. Tôi và một số người hoảng sợ, quăng xe máy bỏ chạy, thì đúng lúc xe chở rác lao đến tông vào xe tôi. Tại hiện trường, xe chở rác tông hư hỏng xe 16 chỗ và hai xe máy. Vụ tai nạn không gây thương vong gì về người. Tài xế cho biết đang lưu thông trên đường thì phương tiện mất phanh, không xử lý kịp, nên gây ra vụ tai nạn.